Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng với máy xúc và máy cẩu và ô tô mở một con đường trên núi nha. Chúng ta hãy xem, đây là một ngọn núi, một núi cát rất là lớn. Chà chà, xem nào, đây có hai có máy xúc nè, máy xúc nè, ô tô máy ủi nè. Chà chà, chúng ta sẽ làm một con đường nha. Chúng ta bắt đầu tiến hành làm nha. Chúng ta sẽ mở một con đường núi. Bạn máy xúc đâu? Có tới đây. Mau xúc đất đi nào. Thôi, tôi sẽ xúc đất ngay đây. Xúc cát. Tôi sẽ cào đất ở trên núi xuống. Tôi sẽ cào đất ở trên núi xuống. Tít tít. Cào đất ở núi xuống. Tôi sẽ cào đất xuống. Sau đó bạn ô tô máy ủi sẽ tiến hành san. San để tạo một con đường nha. Đến lượt bạn máy ủi nào. Đây. Đây. San đường nha. San đường đấy. Lại được xe máy ủi nào. Máy ủi đang ủi đất đây. Bên này có nhiều đá quá, máy xúc liên xúc đi nào. Ở đây. Đây là đoạn đường rất là dốc và cua rất là gấp. Máy ủi đang mở đường lên đỉnh núi đây. Máy ủi san đất này. Máy ủi san đất. Lại đến lượt bạn máy ủi nào. Ở đây. San đất đi. San đất đổ xuống. San đất nào. Máy xúc phá núi nào. Tít tít. Máy xúc đến đây. Đường dốc quá. Đường rất là dốc. Đường dốc quá. Đường dốc quá. Tít tít tít. Lại để san đất nào. Tiếp tiếp. Tiếp
gần xong con đường rồi, sắp lên đến núi rồi, sắp lên đến đỉnh núi rồi các bạn. Các bạn ơi, vậy là con đường leo lên núi đã gần hoàn thành tất rồi, sắp xong rồi, sắp xong rồi các bạn, tít tít, sắp xong rồi, xong rồi, ủ xuôi nào, ủ xuôi nào, ủ xuôi nào, bây giờ chúng ta cùng xem lại con đường của chúng ta nhá, cùng xem lại con đường nhá. Tít tít, đây là con đường của chúng ta. Chà chà, con đường bắt đầu từ chân dốc này lên đến đỉnh dốc này. Tít tít, vậy là đã xong một con đường rồi. Chào các bạn nhé.